Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: nước ép mướp đắng có thể hỗ trợ điều trị bệnh gì và cách sử dụng như thế nào là an toàn. Và nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho các bạn hiểu hơn về nước ép mướp đắng hay còn gọi là khổ qua đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Chủ đề đầu tiên: những hoạt chất và vitamin có trong mướp đắng. Thì mướp đắng hay còn gọi là khổ qua đó mọi người ha, thì cái hàm lượng dinh dưỡng của mướp đắng nó sẽ khác nhau dựa trên cái phần nào của cái cây bạn đang sử dụng, bạn tiêu thụ và nó phụ thuộc vào việc là bạn nấu chín hay là bạn ăn sống nữa. Nhưng mà sau đây cái hàm lượng dinh dưỡng có trong 124g mướp đắng nấu chín, không có cho thêm chất béo, có nghĩa là chúng ta chỉ luộc hoặc là hấp thôi đó, thì nó sẽ cung cấp cho bạn những cái giá trị dinh dưỡng như sau: calo 24, chất béo 0,2g, natri 392mg, carbohydrate 5,4g, chất xơ 2,5g, đường 2,4g, chất đạm 1g, chất béo không bão hòa đa 0,1g, đường 2,4g, vitamin A 2,8%, vitamin C 68%, canxi 0,9% và sắt là 2,6%. Ngoài ra còn rất nhiều những cái thành phần chất chống oxy hóa và vitamin khác. Carbohydrate thì hầu hết các lượng carbohydrate có trong mướp đắng đó các bạn ha, thì nó là một trong những carbohydrate ít năng lượng có lợi cho sức khỏe. Bởi vì bạn thấy là trong một chén mướp đắng khi nấu đó, nó chỉ cung cấp cho bạn khoảng là 5g carbohydrate, nhưng mà trong phân nửa đó là 2,5g chất xơ rồi, cho nên là nó rất tốt và có lợi cho sức khỏe. Cái lượng đường trong mướp đắng thì là tự nhiên nữa, cho nên nó chứa cái hàm lượng calo cực kỳ thấp hơn so với những loại trái cây khác. Chất béo thì trong mướp đắng có rất nhiều những cái chất béo. Một chén mướp đắng khi nấu chín đó, nó chứa ít hơn 1/2g chất béo các bạn ha, có nghĩa là chất béo trong mướp đắng nó rất ít, và khi bạn bổ sung vào cơ thể thì nó rất tốt. Chất đạm, vitamin và khoáng chất thì cũng giống như hầu hết những cái loại rau củ quả trái cây khác thôi, thì mướp đắng không phải là nguồn cung cấp protein đáng kể, bởi vì nó là thực vật các bạn ha. Thì các vi và dưỡng chất trong mướp đắng nó bao gồm như là vitamin A, vitamin C, canxi, kali, phosphor, kẽm, đồng, sắt, magie, vân vân. Thì mướp đắng sẽ cung cấp cho bạn một số vitamin nhóm B cũng như là các chất chống oxy hóa hữu ích như là glutein hay là zeaxanthin, có lợi cho đôi mắt của các bạn đó. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược cùng với Trang về những cái thành phần giá trị dinh dưỡng có trong mướp đắng hay là khổ qua, để khi chúng ta sử dụng thì chúng ta biết rằng trong mướp đắng hay còn gọi là khổ qua đó, nó chứa những cái thành phần dưỡng chất như thế nào để chúng ta bổ sung vào cơ thể của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh sang chủ đề thứ hai: tính ứng dụng chăm sóc sức khỏe của mướp đắng. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng thì nó có tính ứng dụng đối với sức khỏe như thế nào? Điểm danh sơ lược với Trang nhé. Đầu tiên là giảm béo bụng, có nghĩa là giảm mỡ bụng đó. Nhưng mà các bạn ơi, mặc dù hầu hết chưa có bất kỳ các dữ liệu nào từ trước đến nay khi thực hiện trên người, nhưng mà người ta thực hiện trên chuột các bạn ha. Nhưng cái bằng chứng đầy hứa hẹn cho thấy rằng cái khả năng giảm mỡ bụng từ nước ép mướp đắng mang đến đó rất là hiệu quả. Thì khi bạn bổ sung mướp đắng thì bạn thấy rằng những cái tế bào mỡ trong cơ thể của chúng ta đó, nó sẽ bắt đầu được giảm dần. Cái vòng eo của chúng ta bạn thấy nó cũng dần dần nó trở nên săn chắc hơn. Nhưng mà để đạt được cái hiệu quả tích cực này thì đòi hỏi là bạn phải có dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập thích
hợp nữa. Khi kết hợp cùng với nước ép mướp đắng thì nó sẽ mang đến hiệu quả, nhưng không phải ai cũng đạt được, bởi vì dinh dưỡng nghỉ ngơi luyện tập nó sẽ quyết định rất là nhiều các bạn nhé. Tiếp đến là nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch. Thì mướp đắng có chứa một số loại protein, và protein này được gọi là MAP30. Thì MAP30 đã được chứng minh là có hiệu quả trong chức năng hệ thống miễn dịch. Thì ví dụ như là ức chế sự lây nhiễm HIV của tế bào lympho T, tăng cường số lượng tế bào tiêu diệt tự nhiên và tế bào trợ giúp cho lympho T, tăng cường sản xuất tế bào B cũng như là các globulin miễn dịch. Do đó thì mướp đắng có khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn, có nghĩa là nó sẽ tăng cường sức khỏe cho cái hàng rào miễn dịch sức đề kháng của các bạn đó. Tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Thì mặc dù nghiên cứu trên người còn khá hạn chế về vấn đề này, nhưng mướp đắng cũng cho thấy hứa hẹn trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe về tim mạch. Thì các nghiên cứu đã chứng minh khả năng giảm mức cholesterol bằng cách là thúc đẩy sự bài tiết cholesterol thông qua axit mật của các sản phẩm chiết xuất từ mướp đắng. Thì hơn nữa, khi bạn ăn mướp đắng đó, thì nó sẽ thúc đẩy cái sức khỏe tim mạch bằng cách là cung cấp một cái hàm lượng chất xơ nè, kali, vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa, nó đa dạng hơn những cái loại rau củ quả khác. Và khi bạn bổ sung vào trong các khẩu phần dinh dưỡng của mình thì nó sẽ mang đến cho bạn một sức khỏe cũng như là một cái lối sống lành mạnh khi chúng ta kết hợp những cái loại rau củ quả trong cái khẩu phần dinh dưỡng, trong cái thực đơn chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. Ngăn ngừa thiệt hại những tế bào, có nghĩa là bảo vệ những tế bào, ngăn ngừa những cái tế bào bị tổn thương do những cái gốc tự do tấn công. Thì mướp đắng có chứa một số những cái hợp chất chống oxy hóa đã được chứng minh là nó có tác dụng chống lại những cái gốc tự do. Thì nhiều nghiên cứu đã phát hiện rằng cả lá hay là quả mướp đắng nó đều có chứa những cái hợp chất phenolic. Và cái hợp chất phenolic này nó có khả năng làm giảm chất oxy hóa có hại, thì đó bảo vệ những tế bào khỏi những cái tổn thương do gốc tự do tấn công. Hỗ trợ thị lực. Hàm lượng trong 124g mướp đắng khi nấu chín nó chứa tới 6,8% vitamin C. Vitamin C kết hợp cùng với vitamin A là những cái chất chống oxy hóa rất là có lợi. Khi đó thì chất chống oxy hóa có lợi cho mắt đó chính là lutein và zeaxanthin. Nó sẽ hạn chế được những cái tình trạng như là đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bảo vệ mắt khỏi những cái tổn thương do oxy hóa tấn công. Hơn thế nữa, vitamin E có trong mướp đắng cũng ngăn ngừa được cái tình trạng thoái hóa điểm vàng này, bởi vì vitamin A, vitamin C và vitamin E là những cái chất chống oxy hóa rất là có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Hỗ trợ quản lý đường huyết. Mướp đắng thì có chứa hoạt chất có tác dụng làm giảm đường huyết, giúp cho bạn hỗ trợ điều trị bệnh lý đái tháo đường. Thì mặc dù mướp đắng được xem là một trong những cái loại thực phẩm có khả năng quản lý đường huyết rất tốt ở bệnh nhân đái tháo đường, nhưng hiện chưa có đầy đủ những cái bằng chứng khoa học xác nhận rõ ràng về cái tác dụng này của mướp đắng đối với những người bị bệnh đái tháo đường. Do đó, những bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường khi sử dụng mướp đắng để quản lý cái đường huyết của mình đó thì cần nên thận trọng cũng như là tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng trước khi các bạn sử dụng. Và nhớ rằng chúng không thay thế thuốc điều trị bệnh đại lý đái tháo đường các bạn nhé. Thì mướp đắng có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như là flavonoid, carotenoid và vitamin C. Thì các chất này nó giúp bảo vệ những cái tế bào gan khỏi những cái tổn thương do gốc tự do gây ra. Thì cái gốc tự do là những cái phân tử không ổn định trong cơ thể, nó có thể tấn công vào bất kỳ những cái cơ quan nào gây ra những cái tổn thương, đặc biệt là ở gan của chúng ta. Thì ngoài ra thì mướp đắng còn chứa những cái hợp chất như là axit oxoclic và axit oleanoclic các bạn ha.
acid oleanocrit đó thì nó có tác dụng giảm viêm cũng như là tăng cường chức năng cho gan. Thì những cái hợp chất này nó sẽ giúp cho gan của chúng ta hạn chế những cái tổn thương, hạn chế tình trạng viêm gan, hạn chế tình trạng xơ vữa, cũng như là nó tăng cường sức khỏe cho chức năng gan và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý tại gan. Thì đó là cái tác dụng bảo vệ tế bào gan và nước ép mướp đắng mang đến cho các bạn khi sử dụng. Và các bạn cần lưu ý rằng mướp đắng chỉ mang tính chất là bổ sung chứ nó không hỗ trợ cho quá trình chức năng gan của các bạn khi đã gặp vấn đề. Cho nên là nó không thay thế vào cái chế độ ăn uống hàng ngày, hay là nó không thay thế những cái thuốc điều trị chuyên sâu mà các bạn đang gặp vấn đề về gan, mà bạn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Cho nên những ai đang gặp vấn đề về chức năng gan hoặc là gan của chúng ta gặp vấn đề, khi chúng ta muốn sử dụng mướp đắng thì nó chỉ bổ trợ kèm theo thôi, chứ nó không thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị nào. Lúc đầu chúng ta ngăn ngừa thì rất tốt, nhưng mà để đến lúc đã bị bệnh rồi thì rất khó để hồi phục lại các bạn nhé. Hỗ trợ về tiêu hóa. Mướp đắng thì chứa hàm lượng chất xơ và nước, giúp cho bạn cải thiện chức năng tiêu hóa cũng như là giảm đi tình trạng táo bón. Làm đẹp da. Tất cả các món ăn và nước uống từ mướp đắng đó đều mang đến cho bạn có một cái làn da sáng mịn màng. Thì trong cái trái cây này nó có chứa một cái hoạt chất giúp cho bạn điều trị mụn nè, chứng cá, quậy nến và eczema. Mướp đắng có tính chất giải rượu. Một ly ép mướp đắng sẽ giúp cho bạn đào thải những cái độc tố cũng như là kích thích đẩy ra độc tố ra bên ngoài. Do đó nó làm giảm tác dụng của rượu và khi bạn uống vào thì đỡ đau đầu hoặc là chóng hơn. Giúp hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận. Thì theo như những cái nghiên cứu thì mướp đắng có thể làm giảm cái nồng độ của axit trong nước tiểu, giúp cho các cơn đau do sỏi gây ra sẽ được giảm. Thậm chí là mướp đắng có thể phá vỡ những cái viên sỏi ở trong cơ thể của các bạn bằng cách đào thải ra ngoài bằng đường nước tiểu. Thì bạn nên uống một ly trà mướp đắng đó mỗi ngày để hỗ trợ cũng như là ngăn ngừa bệnh lý sỏi thận. Giảm cholesterol trong máu. Mướp đắng không chỉ chứa rất ít cholesterol mà nó còn giúp cho bạn giảm cholesterol trong máu. Thì đây là một trong những cái thực phẩm rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch, những người bị bệnh máu nhiễm mỡ hay là huyết áp cao vân vân. Thì bạn nên thường xuyên sử dụng mướp đắng để phòng ngừa các bệnh về tim mạch hoặc là tai biến đột quỵ các bạn ha, là thực phẩm bổ trợ ngăn ngừa và tốt cho sức khỏe đó. Tốt cho những người mắc ung thư tuyến tụy. Thì với cái khả năng là ngăn chặn cũng như là giảm cũng như là gián đoạn sản xuất đường, thì mướp đắng có thể kìm hãm ức chế sự phát triển của những cái tế bào ung thư ở tuyến tụy. Thì không chỉ tốt trong việc hỗ trợ điều trị ung thư của tuyến tụy đâu, nó còn có tác dụng đối với nhiều loại ung thư khác như là ung thư vú, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, nhưng là hỗ trợ chứ không thay thế bất kỳ các phác đồ điều trị nào từ các bác sĩ chuyên khoa bạn nhé. Và các bạn cần lưu ý rằng tác dụng này nó chỉ mang tính chất tham khảo khi các bạn sử dụng đúng liều lượng, chứ nó không là một trong những cái loại thuốc để hỗ trợ điều trị những cái bệnh lý về ung thư. Cho nên những ai gặp vấn đề về ung thư ở bất kỳ cơ quan nào thì chúng ta khi tìm hiểu đến mướp đắng, bạn thấy nó có hiệu quả này thì đừng nghĩ rằng uống mướp đắng thì ung thư sẽ hết, thì không có rồi ha. Khi điều trị ung thư nó đòi hỏi kết hợp đầy đủ tất cả những cái yếu tố và sử dụng thuốc theo đúng phác đồ nữa, và ung thư ở giai đoạn nào có điều trị hết hay không nữa bạn nhé. Chủ đề thứ 3, cách sử dụng mướp đắng tốt nhất. Thì có rất nhiều cách để sử dụng mướp đắng tốt nhất, và sau đây Trang hướng dẫn một số cách bạn nhé. Đầu tiên là dùng trà mướp đắng. Thì cách làm trà mướp đắng giảm cân khá đơn giản, những ai không muốn giảm cân cũng có thể sử dụng được bạn nhé. Bước 1, rửa sạch mướp đắng để ráo. Khi mua mướp đắng thì nên chọn những cái quả tươi nhỏ có màu xanh đậm và có nhiều gai, không chọn những cái quả già sắp chín hoặc là quả quá non bạn nhé.
Bước 2, cắt nước đắng thành từng cái lát nhỏ, bạn có thể giữ lại cái phần ruột của quả. Bước 3, xếp nước đắng vào một cái mâm hoặc là một cái xề, một cái khay lớn gì đó. Bạn đem ra phơi ngoài nắng từ 1 đến 2 ngày đến khi nước đắng nó khô lại là được. Bước 4, sau khi phơi khô thì chúng ta cho vào chảo sao vàng lên. Rồi bạn cũng có thể hạ thổ cũng được, không hạ thổ thì cũng được các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta để nguội cho vào cái lọ thủy tinh để bảo quản. Bước thứ 5, mỗi lần dùng thì bạn chỉ cần cho từ 5 đến 7 lát nước trắng vào 300ml nước đun sôi, đợi khoảng 5 đến 10 phút rồi thưởng thức các bạn ha. Lưu ý là chỉ sử dụng trà mướp trắng hàng ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối khi ăn để hỗ trợ tiêu hóa hay là đốt cháy mỡ bụng tốt hơn. Và nhớ là kiên trì trong vòng 1 đến 2 tháng để cảm nhận được hiệu quả bạn nhé. Còn đối với những người mà không muốn giảm cân, muốn uống trà mướp đắng có được hay không? Câu trả lời là được bạn nhé. Muốn giảm cân thì nó đòi hỏi rất nhiều những yếu tố, chứ không phải là uống trà mướp đắng vào là cân nặng lập tức tụt ngay, không có đâu. Nước ép mướp đắng. Nếu như bạn không thích dùng trà thì bây giờ chúng ta dùng nước ép. Thì nước ép mướp đắng không chỉ có tác dụng loại bỏ mỡ bụng nhanh mà hỗ trợ làm đẹp da và tốt cho sức khỏe. Thì cách làm nước ép mướp đắng như sau. Bước 1, mướp đắng rửa sạch bổ đôi, tách bỏ phần hạt và ruột bên trong. Bước 2, cắt mướp đắng thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trong nước muối khoảng 15 đến 20 phút để làm dịu đi cái vị đắng của mướp đắng, hay còn làm dịu đi cái vị đắng của khổ qua đó. Bước 3, cho nước đắng vào máy ép và chúng ta ép lấy nước uống. Không có máy ép thì cho vào máy xay sinh tố, xay rồi vắt váy nước các bạn ha. Thì nên uống nước ép mướp đắng sau mỗi bữa ăn và hạn chế uống khi bụng đói. Nước ép mướp đắng có hương vị khá đắng và nó rất là khó uống khi chúng ta pha chế. Cho nên là khi chị em muốn sử dụng nước ép mướp đắng đó thì nên kết hợp thêm một số những cái loại trái cây, rau củ quả khác để nó tăng cái hương vị dễ uống hơn. Cũng như là bổ sung đa dạng các nhóm vitamin vào cơ thể. Thì bạn có thể thêm táo, lê hoặc là bạn thêm chanh nè, cần tây, dưa chuột, bí đao vân vân. Và chúng ta pha trộn vào hoặc là chúng ta pha lỏng ra để chúng ta uống thì nó đỡ đắng hơn. Mướp đắng và mật ong. Thì trong mật ong có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cũng như các axit amin và các enzyme có lợi cho quá trình trao đổi chất, ngăn chặn hình thành mỡ thừa trong cơ thể. Mật ong thì có vị ngọt tự nhiên, chỉ số đường khá thấp. Khi chúng ta dùng kết hợp cùng với mướp đắng thì nó giảm đi cái vị đắng các bạn ha. Thì giúp cho bạn dễ uống hơn, bạn có thể kết hợp cùng với mật ong. Có nghĩa là chúng ta ép ra rồi cho 1 đến 2 thìa mật ong vào, khuấy đều lên rồi chúng ta uống. Thì các bước thực hiện như sau. Bước 1, chuẩn bị một quả mướp đắng và 2 thìa mật ong. Bước 2, mướp đắng rửa sạch, cắt đôi, bỏ ruột. Sau đó thì chúng ta sẽ thái thành từng cái miếng nhỏ các bạn ha. Ngâm qua nước muối, pha lỏng khoảng 15 đến 20 phút. Chúng ta làm giống như chúng ta làm nước ép vậy thôi. Bước 3, cho mướp đắng vào máy ép hoặc là máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn, ép lấy nước các bạn ha, rồi rót kali. Rồi chúng ta sẽ bước sang bước thứ tư, cho 2 muỗng mật ong mà chúng ta đã chuẩn bị vào nước ép mướp trắng đó, khuấy đều lên rồi các bạn thưởng thức thôi. Thì mướp đắng kết hợp cùng với mật ong vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp bạn giảm mỡ bụng mà nó có cái vị ngọt dịu và chúng ta dễ uống, dễ thưởng thức hơn. Thì các bạn có thể áp dụng một trong ba cách trên, hoặc là bạn có thể nấu ăn, hoặc là bạn có thể ăn sống cùng với trà bông vân vân, đều được hết bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ tư, cần lưu ý khi sử dụng mướp đắng. Thì các bạn cần thận trọng khi sử dụng mướp đắng trong những cái trường hợp sau đây: phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú. Thì nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, gây xuất huyết, làm hư thai, dễ dẫn đến sinh non. Đồng thời thì mướp đắng có khả năng gây đột biến gen.
Vì thế phụ nữ có thai hay là phụ nữ cho con bú thì hạn chế, tốt nhất là không nên sử dụng nước đắng trong những cái giai đoạn đầu mang thai thì sẽ tốt hơn các bạn ha. Phụ nữ cho ba con bú đó thì cũng không nên dùng nước đắng, bởi vì là trong cái đậu quả này nó có chứa một số những cái thành phần mang tính độc nhẹ và nó có thể truyền qua cái đường sữa mẹ, có thể gây ảnh hưởng đến em bé. Cho nên là phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng, là tốt nhất cho sức khỏe của chính bản thân mình. Tiếp đến là những người bị bệnh huyết áp các bạn ha. Những người huyết áp thấp thì chúng ta không nên sử dụng khổ qua hay là mướp đắng. Thì khổ qua là một trong những cái thực phẩm có tác dụng giảm huyết áp. Chính vì vậy những người mà sử dụng quá nhiều khổ qua hay mướp đắng đó thì sẽ dẫn đến là huyết áp thấp, gây đau đầu, chóng mặt. Đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử huyết áp thấp thì nên hạn chế sử dụng, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe và nguy hại nữa. Và nó sẽ làm giảm huyết áp quá mức thì nguy hiểm đến tính mạng, cho nên các bạn cần lưu ý nha. Những người bệnh gan, bệnh thận thì mướp đắng rất khó tiêu, có thể gây đầy hơi cũng như là ảnh hưởng đến tình trạng gan hay thận của các bạn khi sử dụng loại quả này. Những người bị thiếu men G6PD, cái loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của các tế bào hồng cầu, thì các bạn cũng nên tránh xa cái loại nước ép có vị đắng này. Những người có tiền sử huyết áp thấp thì thành phần nó tạo ra cái tính hạ huyết áp trong mướp đắng thì các bạn không nên sử dụng các bạn ha. Đó là do những cái thành phần như là tetracyclin, polypeptide B cũng như là visin vân vân. Thì cái cơ chế tác dụng cho bao gồm cái việc giảm huyết áp và cải thiện dung nạp glucose đó. Thì nghiên cứu hạ đường ở thú vật các bạn ha, có nghĩa là nghiên cứu trên chuột đó cũng như là thỏ, thì nó cải thiện dung nạp glucose, giữ được cái tình trạng là tính hạ đường sau khi ngưng dùng mướp đắng khoảng 15 ngày, đồng thời nó giảm luôn cholesterol. Thì một báo cáo cho thấy là mướp đắng có thể làm chậm tiến trình của bệnh lý võng mạc, có nghĩa là biến chứng của bệnh tiểu đường đó. Thì ở chuột bị bệnh tiểu đường mà khi uống nước ép mướp đắng, nhưng ít nhất là có một nghiên cứu trên động vật không thấy cái tác dụng hạ đường huyết ở chuột bị bệnh tiểu đường khi mà chúng ta sử dụng nước ép mướp đắng hoặc là trà mướp đắng khô đó trong vòng 6 tuần. Cho nên là các bạn cũng cần phải lưu ý biết rằng nó có cái hiệu quả trên sức khỏe cho đối với những cái trường hợp đó, nhưng không phải ai uống cũng hiệu quả, cũng đạt được mong muốn các bạn nhé. Người có vấn đề về hệ tiêu hóa thì ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, song nếu khi chúng ta ăn nhiều thì dẫn đến tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Mướp đắng có thể gây độc cho những cái tế bào gan ở những cái con vật thí nghiệm. Những cái enzyme gan của nó tăng cao khi dùng mướp đắng, thì các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi cái hình dáng của tế bào gan. Bạn thấy nó rất là mâu thuẫn với nhau đúng không ạ? Một cái là nó nói bảo vệ, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa những cái bệnh lý về gan, nhưng mà cũng có thì cái nghiên cứu nói rằng nó gây hại đến những tế bào gan. Cho nên là khi sử dụng thì chúng ta cũng phải sử dụng ở cái mức liều lượng cho phép thích hợp. Và tất nhiên nó không phải là thuốc, không thay thế bất kỳ các phương thuốc điều trị bệnh nào. Cho nên là chúng ta cần phải tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập thích hợp để sức khỏe tốt hơn và đa dạng những cái nhóm thực phẩm đưa vào khẩu phần dinh dưỡng của mình. Và nếu như bạn thấy những cái kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. You